Xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn, mừng đón
báo che rồi tất cả bạn bè xa gần, rồi hàng xóm, rồi nội ngoại đôi bên. Nói chung năm nay vì rút dịch bệnh nên con cũng giảm nhiều. Thì còn vấn đề giúp đỡ những gia đình gặp neo đơn hơn vợ chồng con thì năm nào con cũng có chúc chúc để gửi ban cha và ban hành giáo thì đưa tận tay đến những kẻ những hoàn cảnh khó khăn hơn vợ chồng con. Rồi năm nay con cũng giảm bốc lộc, nhưng mà năm nay con có một cái phần quà đặc biệt để tặng cho cha trẻ của giáo sư chúng con. Con mời cha lên đây nhận. Vâng. Bây giờ con nói này này cha này, giáo sư chúng con thì cũng nghèo lắm, nhưng mà con thì cũng muốn làm một cái kỷ niệm vì cha về đây giúp đỡ giáo sư chúng con. Thì con cũng mua một cái món quà này, nó nhỏ bé lắm, nhưng con tin rằng nếu khi cha nhận món quà này, cha sẽ sức khỏe được nhiều này, rồi tăng tất cả mọi những cái gì cha mong muốn là cha có hết. Thế nhưng mà đặc biệt dù cha còn ở đây hoặc là cha có Chúa có gửi cha đi một xứ sở nào hoặc là giáo xứ nào, thì cha cũng luôn cầu nguyện cho giáo xứ chúng con và gia đình con. Rồi con xin hết. Xin chúc mừng tặng hoa tặng. Kính thưa chư chức thường vụ tân cựu, rồi quý cụ ông của bà, anh em xa gần, rồi gia đình nội ngoại của ông bà Khoa đây, và tất cả những người đang làm việc cho công ty của Khoa, chúng ta quy tụ nhau nơi đây để như ông bà nói là việc tất niên. Trước hết là ta ơn Thiên Chúa về một năm vừa qua, Chúa ban cho ông bà cũng như là của công ty tất cả mọi người sức khỏe, sự bình an. Dù dịch Covid-19 nhưng công việc vẫn đều đều, mọi người đều làm việc vui chung với nhau. Rồi cái tình gắn bó thân nghĩa được bền chặt hơn. Và ta ơn Chúa về một năm đó, với những điều đó. Và cũng như ông bà Khoa ở đây tổ chức bữa tiệc để chúng ta, để ông bà cảm ơn nhau nữa, cảm ơn họ hàng nội ngoại hai bên, rồi cảm ơn tất cả những người công tác làm việc với ông bà để cái tình thắm tình nghĩa mà chúng ta quan tâm yêu thương nhau luôn được bền chặt. Và xin Chúa chúc lành. Và đây con cũng thay mặt cho vị chức ban hành giáo, những người mà ông bà từ trước đến giờ hay giúp đỡ những người nghèo, có mỗi năm nào Tết đến cũng có một phần quà tuy nhỏ nhưng nó gói ghém tình cảm, sự yêu thương của ông bà đối với những gia đình khó khăn đó. Xin chân thành cảm ơn ông bà và xin Chúa chúc lành tuân đổ muôn hồng ân và cho ông bà và gia đình nội ngoại cũng như công việc của công ty ông bà luôn được tốt đẹp, mọi sự may lành, và xin Chúa luôn đồng hành và che chở ông bà cùng với gia đình. Con chân thành cảm ơn cha, và cũng đại diện đây có ông Chánh và cha đây, thì con cũng trao có 50 phần quà này để đến để đại diện ông Chánh ông cha để cho những khổ trong giáo xứ này. Tôi cái này nó nhỏ lắm, nhưng mà con nghĩ rằng ngày xưa đấy con cũng nghèo khổ lắm, khi mà con được ai mà cho con một tí thôi con rất là mừng, và con luôn cầu nguyện cho người đấy. Thì con cũng mong ban hành giáo cha và ban hành giáo giúp con truyền đến cho tất cả các gia đình khó khăn ở giáo xứ mình hay ở đâu thì con cũng không được biết, nhưng mà thôi con cũng thành thật cảm ơn cha và ban hành giáo năm nào cũng giúp đỡ con
Đây là cái Chúa ban cho vợ chồng con cũng chỉ chia sẻ chút chút vậy thôi. Thế thôi con một lần nữa con xin cảm ơn cha và... Cho em nói thêm một lời nữa, thật sự là không phải chỉ ông bà đây cho phần quà của cho những người nghèo của cuối năm, nhưng mà thực sự ông bà cũng giúp đỡ giáo xứ rất là nhiều. Nhiều lúc ban hàng giáo cần cái gì xuống gặp bác Khoa, ông bà đây ngỏ lời, ông bà sẵn sàng nói anh con mở kho ra để cần cái gì thì ông bà hỗ trợ ngay đấy. Các con xin thay mặt cho trần giáo xứ và quý chức bà hành giáo và giáo xứ xin chân thành cảm ơn ông bà đã luôn đồng hành giúp đỡ ủng hộ giáo xứ. Xin cảm ơn, cảm ơn. Con cũng sơ sót là vì rằng cảm ơn tất cả các cháu đã đồng hành trong công ty của cô. Thì hôm nay chương trình thì nó cũng có karaoke đấy. Nếu mà bạn bè sao gần nội ngoại đôi bên thì các cháu nó có nhu cầu hát thì mình cứ lên đây đăng ký nhá. Rồi tất cả món ăn năm nay thì cô tự làm cây nhà lá vườn. Thì thôi con cũng mời nội ngoại đôi bên với lại cha với tất cả ăn dù ngon hay không ngon thì thôi có niềm vui là chính. Thôi con cũng xin chân thành cảm ơn. Xin kính chào quý vị nhân dịp cuối năm, xin chúc mọi người được mạnh khỏe qua năm mới, được an khang thịnh vượng và để được tiếp tục chương trình em bé Đôi Khương 3 tuổi sẽ đến cùng quý vị qua bản Tôi Muốn. Thank you.
để được tiếp nối chương trình. Một danh ca, nữ danh ca từ California về Việt Nam, đó là Thúy Vân. Xin mời em bé Thúy Vân, 2 tuổi. Nắng xuân yeah.
mời ca sĩ Yến Nhi lên đây. Ca sĩ Yến Nhi đâu rồi? 1, 2, 3 Rồi, xin giới thiệu với các ông các bè, đây là người bạn của tôi ở Mãi Sơn Lâm, Đình Quán, cũng về dự cái tất niên. Bây giờ xin hát bạn. Dạ, xin trọng kính cha và tất cả quý vị. Nhân dịp năm mới về thì con xin chúc tất cả quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng. Và chúc cho công ty Khang Bạch Lan một năm an khang, mạnh khỏe. Dạ, xin hết ạ. Dạ, để góp vui trong chương trình hôm nay thì sẽ hát một bài nhẹ nhẹ thôi là Mùa Xuân Của Mẹ. Thank you.
bây giờ bắt đầu xa thì năm xuân đã tan thân môi hồng, gió xuân đến bên em rồi, cùng mùa xuân em hát câu tình ca. Đó cũng chẳng bên hiên nhà, nhớ những dáng ai đang về, còn là tình yêu sắc trên bờ môi. Nhịp nhà tan chim em bay ôm kìa một đêm. Đập đừng một lời
tiếp tục chương trình. Sau khi tôi hát đạo phẩm, tuy là mùa Giáng sinh đã qua, nhưng tôi nhớ lại bài nhạc ngày xưa tôi cũng đi hát, đó là bài Thánh Ca Bột. Tôi xin đến với quý vị nhạc phẩm bài Thánh Ca Bột. Và sau đó bạn Nghĩa chương trình với chúng tôi.
Vâng, sau đây cũng là theo sự yêu cầu cũng như cũng có là Nghĩa Lên xin thay mặt anh Trì Khoa. Vâng, cũng xin kính mời anh Trì Khoa cùng tất cả các bạn học sinh trường Đa Mỹ lên để lúc đấy thì anh Trì Khoa cũng đã chúc Tết trà sứ riêng rồi. Vâng, thì bây giờ thì tất cả các cựu học sinh trường trung học Đa Mỹ vâng lên chúc Tết trà sứ cùng tất cả quý vị đoàn khách cũng như đối tác của công ty Thao Bạc Lan cùng các bạn trẻ cùng các cháu nữa. Vâng, xin tất cả kính mời tất cả cựu học sinh của trường Đa Mỹ lên để chúc Tết cha một lần nữa để chúc Tết cha cũng như cũng vì lỗi kỹ thuật cho nên chương trình cũng gián đoạn đôi chút. Vâng, xin quý vị thông cảm ạ. Vâng, xin mời anh chị trưởng lớp ạ. Vâng, anh chị Khoa là trưởng lớp của chúng con hiện tại bây giờ. Vâng, tất cả lớp chúng ta thì dù không đi được cũng phải cố đi lên đây ạ để chúc Tết tất cả quý vị khách. Vâng, cũng xin kính mời anh chị trưởng lớp. Vâng, xin mời chị Bạch là trưởng lớp chúng ta một lần nữa chúc Tết tất cả quý vị quý khách. Vâng. Vâng, kính thưa cha sứ, kính thưa quý vị, kính thưa tất cả quý khách cũng như các bạn trẻ, lớp chúng con hai lớp nhập lại năm 1973 và 74 hai lớp nhập lại là 72 học sinh. Vâng, bây giờ chúng con chỉ còn lại 40 mấy học sinh thôi, cộng thêm dâu rể của lớp. Chúng con xin kính chúc cha sứ một năm mới sức khỏe mới để phục vụ cộng đồng, gieo gắt lời Chúa cho chúng con cũng như trong giáo xứ. Vâng, cha phó, vâng con xin lỗi. Gieo gắt lời Chúa cho chúng con được an khang thịnh vượng trong năm mới và kính chúc tất cả đối tác của công ty Khang Bình An cũng như quý khách, các bạn trẻ, các cháu một năm mới sức khỏe mới. Vâng, xin vỗ tay. Sau đây tất cả lớp chúng con xin trình bày một nhạc phẩm về xuân ạ. Xin gửi đến nhạc phẩm Điệp Khúc Mùa Xuân. Xuân yêu thương, xuân yêu thương. Thank you.
gửi đến tất cả quý vị một nhạc phẩm được mang tên của nhạc sĩ Hồ Bát, Bến Cảng Quê Hương Tôi. Đôi khi lòng buồn yêu em thật nhiều.
Sometimes I see